những mật vụ bí mật làm việc trực tiếp với vua đang đợi lệnh làm việc. Đi ra ngoài cửa phía nam và mở ra. Mệnh lệnh viết xuống và đóng dấu được đưa cùng lá thư được niêm phong. Phẩm hạnh quân tuân thủ khi làm việc được viết vào sao mốc. Đồng thau tầm 20cm được gọi là yu chóc. Vào một cái chảo nhỏ đường kính tầm 10cm. Khi các mật vụ nhận được lá thư đóng dấu, không được nói với bất kỳ ai và ngay lập tức phải đi thực thi nhiệm vụ. Mơ về một thế giới liên minh trong sạch, vị cứu tinh của thường dân. Mật vụ Amenosa. Đóng giả một học giả nghèo, các mật vụ Amenosa tiến vào địa điểm hành động. Họ gặp rất nhiều loại người và tìm hiểu, tham vấn tình hình kỹ lưỡng. Sau một vài tuần hoặc vài tháng, cuộc điều tra kết thúc, bất chợt cơ quan triều đình giám sát, những mật vụ điều tra Amenosa thường đóng giả người nghèo ăn xin lúc bị bại lộ thân phận. Những người mang theo lệnh bài mát thê, có quyền lệnh cao, có thể huy động lực lượng, thông báo các mật vụ phải đi ra ngoài thực thi nhiệm vụ được hô lên rất lớn. Mật vụ Amenosa đi làm nhiệm vụ! Lệnh bài mát thê vốn dành cho các viên chức triều đình đi vi hành. Lệnh bài là đại diện tiếng nói của đất nước. Nó là giấy tờ tùy thân và phó lệnh trong công việc được các mật vụ Amenosa luôn đóng giả mang theo. Mật vụ Amenosa dùng lệnh bài mát thê để chứng minh bản thân. Người kiểm tra lập tức dừng công việc và cấp phép. Lúc này, các mật vụ dùng thanh hình vuông làm từ đồng, gọi là yu chóc, đo ngũ cốc và vải theo độ dài để tính thuế. Theo tiêu chuẩn đã định bởi triều đình và kiểm tra xác nhận các phần khác. Ngoài ra, họ còn kiểm duyệt công văn, kiểm tra kho của triều đình, quản lý quan hệ giữa các quan lại triều đình và những người khác. Tất cả mọi việc liên quan tới quan lại trong triều đều là mục tiêu kiểm tra kỹ lưỡng. Các mật vụ truyền đài lại những than phiền, nắm bắt thấu hiểu lòng dân rất kỹ. Từ sự tìm hiểu hỗ trợ, loại bỏ ngăn chặn các hành vi bất chính của quan liêu, cố gắng hết sức bảo vệ dân khỏi oan ức. Bách tính mỗi nơi đều rất vui và hạnh phúc khi gặp các mật vụ Amenosa. Các mật vụ Amenosa đi vi hành được so sánh như mưa là ướt lại sự sống tới mảnh đất khô cằn. Họ được gọi là Osau. Kết quả kiểm tra đều được ghi chép lại cẩn thận trong Sake. Hoàn cảnh bách tính, các câu chuyện ấn tượng được sắp xếp lại rồi định trình lên vua. Khác với các ghi chép chính thức, những điều nghe thấy, nhìn thấy ở mỗi thị trấn cũng được ghi lại rất nhiều dưới dạng nhật ký. Trong số đó, được chỉ định là bảo vật số 574, tài liệu viết tay nhật ký mật vụ An Hưng của Park Man-jong. Ông đã trực tiếp tham gia chuyến đi mật vụ tới Hoang Hê-đô, viết nên nhật ký chi tiết hoạt động chuyến đi 65 ngày. Không chỉ hoạt động của các mật vụ triều đình, cả những ghi chép về đời sống của thường dân cũng vô cùng quý giá. Những mật vụ Amenosa được phái cử đi, sau này bị trả thù liên quan đến chính trị, họ rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Nhận mệnh lệnh trực tiếp từ vua, trở thành mật vụ ngầm Amenosa, đó là vinh dự lớn nhất của một gia tộc. Hasan Chung Yak Kyong, Chu Sa Kim Chong Hi, Thê Kỳ Y Hoang đều là những mật vụ Amenosa đi thực thi các nhiệm vụ bí mật. Đến những nơi mà không ai thấy được, luôn bảo vệ, an ủi, trở thành chỗ dựa đời sống khó khăn của thường dân. Luôn đấu tranh lại tham quan và tham nhũng. Các mật vụ bí mật Amenosa được lựa chọn rất cẩn thận trong chính những người thường dân, được cử đến mọi nơi trên toàn đất nước, là những người trung quân yêu dân, yêu nước. Yeah.
산의 그 술은 천백성의 피요. 옥쟁반이 음식들은 만백성의 기름이다. 종론이 흐를 때 백성도 눈물 흘리고 노랫소리 높을 때 원효도 높도다. 소리 질러.